Chào mừng các bạn quay trở lại với Sở Bằng Vlog nha. Trên tay mình là một cái bưu phẩm, bưu kiện. Chuyện gì đó? Kéo tất cả. Mình thử khui cái kiện hàng này. Rồi, ok. Mình khui ra xem sao nha. Xem nó có ngon lành gì không mà cái sản phẩm này mình tìm trên Lazada là nhiều sản phẩm đó các bạn. Hầu như chắc nó hiện ra là 34 sản phẩm luôn á. Xem sử dụng như thế nào. À, công tắc khóa các bạn. Để bẫy vô. Đó, là khóa lại. Kéo nó xuống. À, này có cái kéo nữa các bạn. Kéo này giống như cái răng cưa. Phập, phập, phập. À, ngọt xớt luôn. À, nó gặm nghe dễ thương quá đi. Có cái răng á, nó gặm theo cái răng á các bạn. Rồi. Đó là phần kéo cắt ha. Đây là cái lưỡi dao. Trong này đặt sẵn một lưỡi rồi nè. Các bạn thấy không? Đó. Và cục này là cục thay thế. À. Oh. Chữ đây là ghép chữ V. Đây là ghép chữ U à. Đơn giản vậy thôi sao? Biết mình ghép được không, với mục đích mình mua về để ghép cành cà phê các bạn, ghép chồi cà phê. Rồi, để mình lấy một cái cây mình thử ha. Mình thử với cây si này đi, thử xem sao. Giả sử đây cái chồi, mình để kéo như này, tránh cái tay mình ra nha các bạn. Đấy, mình canh cho nó giữa lưỡi dao này. Mạnh một phát. Nó được một cái cọng như này đó bạn, mình chưa để chưa được giữa lắm. Rồi giả sử đây là cái chồi ở trong thân nha, mình để đó. Rồi bây giờ mình tìm một cái chồi để mình ghép vào, nó để lưỡi dao chữa nhau ạ. Mình cảm thấy lưỡi dao không được bén lắm. Làm lại cái khác các bạn, cái đó dập rồi, được. Rồi, đó, được rồi. Đấy, các bạn thấy không? Này, đó. Rồi, hồi nãy là cái chồi ở dưới đây. Bây giờ grab nó vô. Ê da. Thích như cậu với mỡ luôn. Rồi, giờ việc chỉ cuốn con keo thôi nha các bạn. Đấy. Nói chung cái kéo này cắt trên cái cây cứng thôi. Cây mềm là cắt dập ngay, tại cái lưỡi dao nó không được bén lắm các bạn. Nó chụp 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 á. Nói chung sợ. Lưỡi dao này được hai bên đúng không ạ? Mình sắn bên này mà nó mòn rồi là mình đổi qua bên kia. Lưỡi dao lục là coi như không, cái kéo này vứt, không có tác dụng như các bạn. Rồi, mai mình sẽ thực hành trên cây chồi cà phê nha các bạn. Giờ video này mình kết thúc ở đây thôi, mình test tới đây thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.
với họ. Giờ dùng xong rồi mình đóng lại. Rồi ok, bye bye, tạm biệt các bạn. Bye bye.